Hãy cuộn vai ra sau, giữ cái lưng thẳng lên. Cố gắng tận dụng hơi thở với nguồn không khí trong lành từ sáng. Chúng ta hít thở thật sâu vào. Hít sâu và thở chậm. Lần thứ 6, hít vào, từ từ đẩy căng tròn cơ bụng lên tối đa. Thở ra nhẹ nhàng, xẹp bụng lại. Xẹp hết, dán dồn vào cuộc sống. Lần thứ 7, hít vào, từ từ đẩy căng tròn cơ bụng lên tối đa. Thở ra nhẹ nhàng, xẹp bụng lại. Xẹp hết, dán dúng vào cuộc sống. Lần thứ 8, hít vào, từ từ đẩy căng tròn cơ bụng lên tối đa. Thở ra nhẹ nhàng, xẹp bụng lại. Xẹp hết, dán dúng vào cuộc sống. Lần thứ 9, hít vào, từ từ đẩy căng tròn cơ bụng lên tối đa. Thở ra nhẹ nhàng, xẹp bụng lại. Xẹp hết, dán dúng vào cuộc sống. Lần cuối cùng, hít vào, từ từ đẩy căng tròn cơ bụng lên tối đa. Thở ra nhẹ nhàng, xẹp bụng lại. Xẹp hết, dán xuống vào cuộc sống. Và sau đây chúng ta để tay trái trên đầu gối, tay phải đặt ngón tay trỏ, ngón tay giữa lên ấn đường. Ngón tay cái đặt vào cánh mũi phải và ngón tay áp út đặt cánh mũi trái. Bây giờ ta nới cánh mũi trái ra, hít thật sâu vào nào. Bên trái, thở phải.
phải. Bên trái phải thở trái. Hít trái. Bên trái thở phải. Hít phải. Bên phải thở trái. Trái hít vào. Bên trái thở phải. Phải hít vào. Bên phải thở trái. Trái hít vào. Bên trái thở phải. Phải hít vào. Bên phải thở trái. Rồi thở. Hít phải nào. Thở trái. Rồi bây giờ hít trái. Nhìn vào lòng bàn tay. Mở mắt ra. Và chào nhau. Namaskar. Rồi đến cái chỗ Tú thì các em ngồi giờ trong bạn. Bạn bạn ngồi hẳn lên hàng của mình. Bạn ngồi hẳn lên. Bạn ngồi chia sẻ. Đây nè. Đây đi. Rồi bây giờ chúng ta xuống chân ra nào. Hạ lỏng hết tất cả khớp gối. Hạ lỏng khớp gối xuống. Rồi bây giờ để hai chân thẳng. Hai chân rộng bằng vai. Nào, để hai chân rộng bằng vai. Chúng ta ngồi thẳng lưng lên. Cố gắng là những ai mà béo ấy, cái hông to ấy, chúng ta hãy như thế này, nhấc hông lên để cái đỉnh mô hông của chúng ta ngồi dưới thẳng, đỉnh xương ngồi ấy. Rồi, bây giờ hai tay chúng ta hãy đưa lên, hít vào, nhấc cao cuộc sống lên. Rồi, thở ra, hạ hai tay xuống, đan tay vào nhau đặt sau gáy. Hít vào, thở, từ từ nghiêng người sang bên trái. Cố gắng xương ngồi ngay ngắn trên thảm. Giờ xoay mặt nhìn cùi chỏ phải. Hai cùi chỏ ta mở rộng ra. Hít vào. Thở ra. Hôm nay chúng ta sẽ tập những bài. Tức là vẫn tư thế đó. Chúng ta hãy chuyển động rất chậm. Để cảm nhận nó hơi thở nha. Hít vào. Thở ra. Tiếp tục nghiêng người sang bên trái. Nghiêng nhưng không hít. Thử tay vẫn mở rộng ra. Rồi mắt nhìn cùi chỏ phải. Hít vào, thở ra, xoay mặt nhìn cùi chỏ trái. Hít vào,
vào, thở ra, hít vào, thở ra. Lần cuối cùng, hít vào, thở ra và giữ ở đây nào. 5, mở rộng cùi chỏ trái đi. 4, 3, 2 và 1, hít vào, thở ra. Mắt nhìn cùi chỏ trái, nghiêng người sang phải. Cảm nhận giãn căng ở vùng lưng trái. 5, 4, 3, 2 và 1, rồi hít vào đưa về thẳng. Sau đó từ từ thở ra nào, đẩy ngực không ngay cúi đầu. Đẩy ngực ra, check về trước 45 độ. Cảm nhận sự căng giãn từ phía đoạn cong cuối. Hít vào, khuỷu tay mở rộng ra đi để kích hoạt vùng vai lên. Thở. Hít vào. Thở ra. Hãy từ từ chậm thở với kết hợp hơi thở nào. Hít vào, khuỷu tay mở rộng nào. Thở ra, mọi người phải thả lỏng cơ thể nhá. Đừng có vòng người lên. Hít vào. Thở ra. Cảm nhận hơi thở đi. Hít vào. Thở ra. Em đang dùng đầu. Dùng lưng không? Dùng lưng không? Được ấn được cái phía trước. Giữ ở đây. 5 4 3 2 1 đưa hai tay về trước, tay song song với tay. Rồi người vẫn chết 45 độ. Vươn cái tay ra, lòng bàn tay hướng vào nhau. 5 4 buông mặt chân lên. 3 2 và 1 thả tay xuống cẳng chân. Rồi bây giờ cuộn vai ra sau. Đẩy ngực về trước. Hít một hơi thật sâu. Kéo giãn lưng ép rốn xuống. Và những ai chưa thẳng được hãy trùng gối nào. Đau lưng trùng gối lại. Những người đau lưng trùng gối lại. Trùng gối lên, lưng căng vào. Cảm nhận vào vùng lưng. 5 4 3 2 và 1, rồi hít vào, hai tay áp tay, từ từ nâng người lên. Sau đó ta xoay người bên trái. Xoay người, tay vẫn để nguyên. Xoay người bên trái nào. 5 4 3 2 1, hít vào, về giữa. Thở ra, xoay người bên phải. Chân vẫn cố định nhé. 5 4 3 2 1 lần nữa hít vào về thẳng. Thở ra, tay vẫn thẳng lên đi. Nâng ngực lên. 5 4 3 2 1 hít vào về thẳng. Thở ra, nghiêng người bên phải. Xoay người bên phải. 5 4 3 2 và 1, hít vào. Thở ra, từ từ buông tay xuống ở lớp bắt chéo chân. Chúng ta đứng lên. Rồi tỏa lớp ra về tư thế để chân chạy núi. Tức là chúng ta góp chân đứng thẳng ra hai bên, không, tức là rộng bằng vai thôi và không chết bàn chân nhé. Góp chân thẳng để cảm tạo cạnh chân thẳng. Rồi bây giờ ta siết đi nào. Siết cơ hông, cơ chân, cơ đùi này, siết chặt vào. Hít vào, đưa hai tay lên. Hai lòng bàn tay hướng vào nhau và để dọc theo vai. Rồi bây giờ hãy siết cơ bụng. Siết cơ bụng, cuộn cột sống, cuộn cái hông xuống nào. Cuộn cái xương cổ xuống. Rồi, mắt nhìn theo đây. Cảm nhận sự căng giãn từ phía bụng, lưng, chân. Hít thở đều. 5 4 3 2 1 hít vào, thở ra, từ từ nghiêng bên trái, từ thắt lưng trở xuống giữ nguyên, hạ tay phải, tay trái, tay phải thẳng, tay trái để nghiêng
Đầu chúng ta nghiêng hẳn sang nào. 5 4 3 2 1 hít vào đưa tay lên. Sau đó từ từ hạ tay phải và nghiêng đầu sang bên vai phải, cảm nhận sự căng giãn của phía cổ trái. Đó. Vai trái thẳng. 5 4 3 2 và 1 hít vào hai tay lên, áp lòng bàn tay vào nhau. Cái khuỷu tay ta đưa ra sau một chút. Rồi bây giờ chúng ta hãy từ từ nào. Vẫn tiếp tục chân vẫn siết nhé. Cơ hông vẫn siết. Đẩy hông về trước. Nâng cái ngực của mình lên. Không dùng đến lưng nha. Là cảm nhận đi, ai bị đau lưng được sửa ngay. Siết cơ hông vào. Hoặc nếu những người mà cảm thấy đau lưng khi siết cơ hông, người ta bị nhả cơ hông ra. Mở đều nào. 5 4 3 2 1 tay vẫn đẩy như vậy. Rồi hít vào. Từ từ đẩy hông nào. Đẩy hông, giữ lưng luôn thẳng, không xuống bằng hông mà lưng nghiêng vào từng nếp góc của hông này. Kéo dài ra 90 độ. Người cũng góc. Cố gắng không cúi đầu xuống mà hãy ngẩng lên lên xuống, góc lên xuống, góc lên xuống, góc lên xuống. Cảm nhận vào cơ thể nào. 5 4 3 2 1 hít vào hai tay lên và buông tay, lòng bàn tay hướng vào nhau. Rồi một lần nữa nhé, thở ra nghiêng bên trái, từ thắt lưng trở xuống chúng ta giữ nguyên. Nào, chúng ta nghiêng hẳn đầu sang đi, tay phải để thẳng. Nghiêng hẳn đầu sang, cảm nhận được sự căng giãn với cổ trái và cổ phải. 5 4 hít thở đi. 3 2 và 1 hít vào hai tay lên. Thở ra từ từ. Nào nghiêng đầu. Không đẩy hông sang nha, giữ thẳng lưng thẳng. 5 4 3 2 1 hít vào hai tay lên, đan tay vào nhau. Sau đó chúng ta hãy siết cơ hông này, cơ đùi này và nâng ngực lên, ngả đầu. Hai tay để vào nhau đi. Giảm lại lên. Cắm mở hai tay trong về nhé. Đầu anh cứ phải cứ thở ra nhé. 5 4 3 2 1 hít vào đưa người về thẳng. Thở ra đẩy từ nếp gốc của hông. Hãy đẩy lưng, đẩy lưng, đẩy hông, đẩy hông, giữ lưng 90 độ. Chúng ta nhấn chặt cái 4 điểm của bàn chân ra xuống thẳng nhé. Cảm nhận về lưng của chúng ta đi. Đẩy hông ra sau một tí để làm để cái đoạn cong cuối giãn ra. 5 4 3 2 và 1 rồi hít vào. Thở ra, thả lỏng trở về. Rồi thả lỏng. Rồi bây giờ chúng ta đứng lên cách thảm một bàn chân. Cách thảm một bàn chân. Cách mé mép thảm, mép thảm một bàn chân. Nhìn, nhìn, nhìn. Nè, như thế này. Rồi, chân chúng ta có thể để tách ra hoặc những ai tập tốt rồi ta để sát hai chân vào nhau. Rồi, hít vào đưa hai tay lên. Rồi, lại tiếp tục đúng, làm đúng sử dụng kỹ thuật siết cơ đây nào. Nhấn cao người, nâng người lên. Rồi, thở ra từ từ nếp gấp của hông. Hãy từ từ cúi xuống, chịu xuống bằng lưng đấy. Xuống bằng nếp gấp của hông này, đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra. Ảo, vẫn bằng lưng này. Ôi dồi ôi, không nghe gì cả. Lưng thả lỏng ra, đẩy cái hông đi. Rồi, hai tay chúng ta đặt vào ngón chân, ngón tay nhá. Ngón tay chỗ cao nhất của, tức là cái ngón tay giữa của mình ấy. Đặt được vào chân, còn ai không chưa đến được, ta cứ để ngang dấu chân đi. Rồi, bây giờ hãy đẩy cái hông ra sau. Đẩy hông ra sau, giữ người vuông góc và ngẩng cái mặt lên song song với thảm. Hít thở.
5 4 3 2 1 rồi đặt bàn tay chúng ta để trước bằng ngón bàn chân của mình. Rồi, hãy trùng gối xuống. Trùng gối này và đẩy cái chân phải ra sau. Đẩy chân phải ra sau. Xoay cái ngón chân phải, gót chân phải sang ngang để làm sao cho gót chân phải, gót chân trái thẳng với nhau. Rồi hít vào, hai tay thu về ngang với chân trái, đẩy chân trái ra và ép người lên chân trái. Chân sau dài ra đi nào, hai chân đều thẳng nhá. Hai chân đều thẳng. Gót chân buông góc, gót chân phải buông góc. 5 4 3 2 1 đẩy chân trái vô góc nào. Đẩy chân trái vô góc. Đưa tay phải lên, quay tay về hướng sau và nâng người lên tư thế chiến binh 2. Nâng người lên, nâng cả hai người lên tư thế chiến binh 2. Trùng gối sang trái rồi mắt nhìn theo tay trái. Lưu ý gối trái vô góc. Chân trái vô góc. 5 4 3 mắt nhìn về bên trái, 2 và 1 rồi hít vào chân trái thẳng, thở kéo dài tay trái ra, chuyển trọng lực không từ hông trái sang hông phải. Thế đã nào, thế đã chưa nghiêm bộ nha. Rồi từ từ nghiêng người hạ tay xuống chân, mắt nhìn theo tay phải, hít thở đều, cảm nhận sự căng giãn từ phía lườn trái và lườn phải của chúng ta. Xoay mặt lên nhìn theo tay phải. Nếu ai mà người ở nơi chân ở nơi thì hãy đẩy cái hông ra trước đi. Đứng ở đây để cảm nhận sự căng giãn. Hít thở đều nào. 5 4 3 2 1 rồi hít vào, hai tay nâng người lên, trùng tiếp gối trái và đưa hai tay ra sau. Kéo căng vai của chúng ta ra. Nếu ai cái vai ta khỏe rồi thì ta hãy đặt cái cường tay để sát vào nhau. Còn nếu chưa đặt ta cứ để cái ngón tay căng ra nhá. Tùy theo mức độ của từng người. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hãy để gập người về phía trước mà. Xin lỗi, tự nhiên như này. Đầu gối trái vuông góc, trọng tâm rơi bên trái, tay đưa sang bên phải, ngẩng mặt lên, chúng ta xoay mặt nhìn theo hướng tay phải, hít thở đều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Rồi, hít một hơi thật sâu. Từ từ đi tay, đi bộ
tay sang bên phải, gót chân vẫn để như vậy, ép người lên chân phải. Cố gắng chuyển tay sang ngang song song với chân và chân phải vẫn để như thế nha. Chúng ta cảm thấy cả cái cơ chân của ta đang được quặn đấy. 5 4 3 2 1, rồi từ từ chuyển động tay về giữa, sau đó tiếp tục chân vẫn để nguyên và chúng ta đi sang bên trái, lại ép người lên phía chân trái và cảm nhận cái cơ đùi trước của chân trái đang được xoay vặn. Hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai, một, rồi chuyển động về giữa, rồi thẳng hai chân nào, thẳng hai chân. Bây giờ xoay cổ tay lại, ngón tay hướng về phía sau, tất cả ngón tay hướng phía sau, đi bộ ra phía sau, cảm nhận cấu hình vật gì rất quan trọng và mình cứ kéo, đầu dần dần chạm được cả, không chạm được cả thì cứ để chúc đầu xuống nhiều nhất có thể, cố gắng ra đi, nào, 50.000 ở sau. Bạn chân rộng quá, không có lực chân rồi con ơi. 5, lúc này cô còn dỗi chân cơ. 4, 3, 2, 1, rồi đưa tay về, nâng người lên, giữ cô góc đã. Ôi đồ đứng lên đúng không? Không phải, chứ phải lấy tay về, cảm thấy hơi nguy hiểm lắm đấy. Rồi, giữ đây đã đi. Rồi, bây giờ tiếp tục xoay người về phía chân trái. Bằng chân trái chúng ta hãy xoay dọc ra. Sau đó thu chân phải lên. Thu chân phải lên, thu chân trái, thu chân trái lên. Thu chân phải lên. Bạn này cứ loay hoay là mình nhìn bạn như thế là mình đã phân tâm luôn. Rồi, hít vào, nâng người lên. Lên nào, lên. Rồi, tiếp tục lại vươn người lên đi, siết cơ hông, cơ đùi. Ngẩng mặt lên và đẩy hông về trước. Giãn căng phần bụng, siết cả cơ bụng đi. 5 4 3 2 1, rồi từ từ lại ép xuống, chúng ta làm với bên trái. Giữ lưng vuông góc đã. 5 4 3 2 1, rồi hạ bàn tay xuống, sau đó chúng ta bước chân trái ra sau, đẩy bước chân phải, rồi bây giờ bước chân trái, xoay ngay gót chân, đẩy gối thẳng và ép người lên chân phải. Đẩy gối thẳng, ép người lên chân phải. Cháu phải tập trung tĩnh tâm một chút nhé. Mình thẳng gối chứ. Thẳng gối. 5 4 3 2 và 1, chùm gối trà phải nào. Xoay tay về hướng về phía sau và nâng người lên tư thế 92. Chân phải cũng chùm gối đi, chân phải chùm gối. Chùm gối vuông góc. 5 4 3 2 1, đẩy gối phải vuông góc. À, đẩy gối phải thẳng. Thẳng người lên, hít vào, kéo tay phải dài ra, chuyển trọng lực từ hông phải sang hông trái và từ đẩy cái hông về trước đi. Tứ ơi, chân em nắm một chút nữa, chân em rộng quá. Rồi chung gối phải đi. Xin lỗi, chưa chung thẳng.
vuông góc nha. Rồi hít vào, nghiêng người sang bên phải, sang chân phải, và chúng ta hãy đẩy tay sang bên trái, xoay mặt nhìn lên hướng và vai trái. Về tay vai và ai vai dẻo rồi ép gót thì để khi cùng tay vào nhau đi, cùng vai trái nào rồi. Chân trái lên, hai chân xoay lên, thẳng hàng, đưa chân trái lên và từ từ cuộn người đứng lên, lên bằng từng đốt sống. Rồi, thả lỏng. Rồi bây giờ chúng ta hãy ngồi xuống, hướng mặt lên trên này, duỗi hai chân ra. Hai chân chúng ta để gần với nhau và cũng nhắc nhở những người có cái không béo, nhiều mỡ thì hãy vén để là sau khi xương ngồi ta ngồi ngay ngắn trên thẳng. Khi mà xương ngồi ngay ngắn ngay từ khắc lưng ta sẽ thẳng hơn. Mà ngồi thì bao giờ ta phải đừng ngồi như này. Chị đây là mà hôm nay phát hiện ra nhé, bên phải lưng của chị có cao hơn hẳn bên trái đấy. Cho nên chị phải hết sức chú ý tập bên trái nhiều để cân bằng.
Bây giờ tập bây giờ càng tập lại mình lại lên, không phải nó phát triển hiện ra, chị không chỉnh sửa là chị lệch người. Rồi bây giờ ta đưa cái chân phải sang bên ngoài của đầu gối trái, chân trái ta vẫn dựng thùng góc lên, ngồi ngay ngắn thẳng lưng. Sau đó tay trái chúng ta hãy đưa ra bên ngoài, dựng cái kiểu tay chúng ta cũng dùng lực tay phải này, ấn cái đầu gối và chúng ta hãy dựng tay lên, tay cố gắng để làm thẳng với người của mình, với thẳng với chân. Xoay tay phải một vòng từ trước ra sau, sau đó ta đặt thẳng một cột sống của mình nhé, như cách xa khoảng 10 phân, 20, 15 phân. Rồi hít một hơi thật sâu nào, thở bắt đầu xoay, mở rộng vai phải và ta xoay dần. Sau đó giữ ở đây, lại hít vào, thở ra xoay lần nữa, tay trái vẫn thẳng nha, xoay đi. Nghe em nói nào, cảm nhận nó sự một sản cuộn lưng gập cằm áp sát vào ngực,
xong một lưng vào và từ từ đặt dần cúi đầu xuống để làm sao cho cái trán của mình nó gần vào đầu gối, đặt đỉnh đầu lên luôn và sau đó thân nâng hông lên đặt chắn đầu thẳng rồi nâng hông lên nào, bay từ ai bỏ đây cô chẳng nhìn quan sát cô gì cả, bỏ xa luôn nói được gì nào, nâng hông lên hít vào đều chuẩn đi vái thì còn chết không, nghe không nghe cô giáo hướng dẫn. Năm bốn